Nội dung xin chào khán giả Người Việt Online. Những bản tin hôm nay bao gồm: tướng Petraeus dạy học tại Đại học USC, hơn 20 người bị bắn trong một ngày ở Chicago, California có tới 37,9 triệu dân và cựu giáo hoàng trở lại Vatican kể từ khi thoái vị. Thưa quý vị, ông David Petraeus, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA, vị tướng quân đội tiếng tăm, nhưng phải chấm dứt sự nghiệp vì vụ tai tiếng hồi tháng 11 vừa qua, vừa chuyển sang một nghề mới, đó là giáo sư đại học. Theo thông báo của trường đại học USC, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, ông Petraeus sẽ bắt đầu dạy học, cố vấn và tham gia các buổi hội thảo, cũng như trở thành nhân viên của các hội đồng nhà trường. Tin này đến chỉ một vài tuần sau khi trường City University of New York loan tin ông Petraeus sẽ hợp tác với tính cách giáo sư khách mời về môn chính sách công cộng bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Ông Petraeus là vị tướng 4 sao có nhiều huân chương và cũng là người từng chỉ huy lực lượng liên quân ở Iraq và Afghanistan. Năm ngoái, ông từ chức khi đang làm giám đốc CIA vì vụ tai tiếng có quan hệ ngoại hôn với người viết tiểu sử của ông là bà Paula Broadwell. Ông Petraeus tốt nghiệp trường võ bị West Point và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Princeton. Ông phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ được 37 năm. Ít nhất 3 người chết và 20 người bị thương vì trúng đạn vào cùng một ngày ở Chicago, trong đó có một em bé trai 8 tuổi. Em bé này đang đứng trên đường North Waller lúc gần 8 giờ tối thứ Tư, khi một nhóm người đàn ông ở góc đường bắt đầu bắn nhau. Bé trai bị trúng đạn ở mông và được đưa đến bệnh viện Mount Sinai Hospital. Hiện chưa có tin tức về tình trạng sức khỏe của em bé này. Theo cảnh sát, cuộc điều tra đang được tiến hành và chưa có ai bị bắt. Bạo động xảy ra chỉ một tháng sau khi sở cảnh sát loan báo tội ác ở thành phố giảm 8% trong tam cá nguyệt thứ nhất so với năm trước. Trong đó án mạng giảm 42% và bắn nhau giảm 27%. Tuy nhiên, theo thống kê của cảnh sát, hồi năm ngoái, khu Austin nơi em bé trai bị trúng đạn lại có số vụ sát nhân và bắn nhau gia tăng. Đây là một trong 77 khu vực của thành phố có 2.2 triệu dân. Thành phố có 26 vụ giết người trong năm 2012, tăng từ 19 vụ của năm trước. Và số vụ bắn nhau tăng từ 98 lên 116. Dân số tiểu bang California năm ngoái tăng lên tới 37,9 triệu người. Và dù rằng mức tăng trưởng không cao, các quận hạt ở phía bắc California nay đang dẫn đầu, với thêm nhiều người từ các nơi khác đổ về, theo một bản báo cáo của Bộ Tài chính tiểu bang. Bản báo cáo đưa ra hôm thứ Tư cho hay dân số tiểu bang California tăng 0.8%, dù rằng các quận hạt San Francisco, Alameda và San Mateo đều tăng hơn 1%. Santa Clara County dẫn đầu tất cả 58 quận hạt trong tiểu bang về mức gia tăng dân số, tăng vào khoảng 1.6%. Sự phát triển công việc làm và nhà cửa trong vùng Bay Area ở Bắc California là các lý do chính góp phần tăng trưởng dân số, theo lời ông John Mason, phụ tá giám đốc nghiên cứu dân số ở Bộ Tài chính California. Ông cho hay sự phát triển hiện nay đang xảy ra ở khu vực thành phố chứ không phải ở vùng ngoại ô như từng thấy trước khi có tình trạng suy trầm kinh tế. Nay có vẻ là đang có nhiều người đổ về San Jose, San Francisco, Oakland và các nơi tương tự, ông Mason cho hay. Từ tháng Giêng năm 2012 đến tháng Giêng năm 2013, dân số tiểu bang California tăng gần 278.000 người. Phần lớn mức tăng trưởng của tiểu bang là có được nhờ vào số trẻ mới sinh ra. Hiện vẫn còn nhiều người rời khỏi tiểu bang California hơn là đến từ các nơi khác trong nước Mỹ. Năm ngoái, tiểu bang California mất thêm khoảng 66.000 người. Tuy nhiên, con số này được bù đắp bằng khoảng 84.000 người ngoại quốc đến ở, theo Bộ Tài chính tiểu bang. Và cuối cùng là tin liên quan đến cựu giáo hoàng Benedict XVI. Đức giáo hoàng danh dự Benedict XVI trở lại Vatican hôm thứ Năm, lần đầu tiên kể từ hôm ngài từ nhiệm vào ngày 28 tháng 2, bắt đầu một kỷ nguyên mà giáo hội công giáo La Mã có một giáo hoàng về hưu, sống cạnh một giáo hoàng đương nhiệm. Đức giáo hoàng Francis đón tiếp cựu giáo hoàng Benedict, năm nay 86 tuổi, bên ngoài nhà hưu trí mới xây cho ngài, nằm ở phía hông khu công viên Vatican, và cả hai người cùng vào một nhà nguyện bên cạnh để cầu nguyện. Khác với lúc từ giã đầy cảm động hồi tháng 2, Vatican không cung cấp hình ảnh truyền hình nào về chuyến trở lại của cựu giáo hoàng Benedict XVI. Khi Đức giáo hoàng Francis ghé thăm cựu giáo hoàng Benedict XVI tại nơi cư ngụ của ngài ở lâu đài Castel Gandolfo nằm ở phía nam Rome vào ngày 23 tháng 3, hình ảnh truyền đi lúc bấy giờ cho thấy chỉ mới 3 tuần sau khi từ nhiệm, Đức giáo hoàng Benedict đã trở nên xanh xao và yếu đuối hơn. Phát ngôn viên của Tòa Thánh Linh Mục Ferrado Lombardi xác nhận sự suy nhược của cựu giáo hoàng Benedict XVI, nhưng ngài khẳng định rằng Đức giáo hoàng không mắc chứng bệnh đặc biệt nào mà chỉ vì già yếu đi mà thôi. Tại tòa nhà mới, nhỏ và cao 4 tầng, cựu giáo hoàng sẽ sống với người thư ký riêng của mình là Đức ông George Gassin, cùng với 4 phụ nữ chuyên săn sóc ngài, sửa soạn nấu ăn và quản lý căn nhà. Ngoài ra, tòa nhà còn có thêm một thư viện nhỏ, một phòng nghiên cứu và một phòng khách dành cho anh trai của ngài là Đức ông Gio Ratzinger mỗi khi Đức ông đến thăm. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt Online hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.
Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.